họ mà có vấn đề gì đến trục trặc, mục tiêu đặt ra, ý đồ mà họ không đạt được, nhất định họ dùng lực lượng này làm cái ngòi nổ, xung kích, gây ra cái điểm nóng trong lại chúng ta. Cho nên vì vậy đó, mà đồng chí Tô Lâm là cảnh báo các ông đại sứ này là ngài không được phép nhá, đi theo những cái vết xe đổ mà những người tiền nhiệm của ngài đã từng đi. Các đồng chí biết lão